Kính chào quý vị và các bạn. Chiều cường ở Nam Bộ thì đang xuống nhanh, còn ở miền Trung tiếp tục có mưa lớn và lũ nhiều sông thì sẽ dâng cao. Đặc biệt là ở Hà Tĩnh, lũ trên sông Ngàn Sâu dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều địa phương bị cô lập, giao thông thì tê liệt, có nơi ngập sâu quá nửa người như thế này. Và tuyến đường sắt của Hà Tĩnh cũng đã bị sạt lở, phải tạm dừng hoạt động. Chiều nay nước lũ sẽ tiếp tục dồn về khu vực hạ du của sông Ngàn Sâu, dự báo là sẽ đạt đỉnh và vượt báo động 2 khoảng 80 cm, cao hơn mức nước buổi sáng khoảng 40 cm. Còn ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu thì nước lũ đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Lũ còn cao nên ngập lụt sẽ còn tiếp diễn ở các vùng trũng thấp thuộc huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc và huyện Hương Khê. Không chỉ có Hà Tĩnh, mưa lớn đang có xu hướng làm mở rộng dần xuống khu vực phía Nam đến Bình Định. Mây ẩm thì đang phát triển mạnh và gây mưa liên tục ở các khu vực này. Dự báo là Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ là trọng tâm mưa lớn và kéo dài trong 2 ngày tới, với dự báo là tổng lượng mưa ở đây lên tới là 100-200mm và có nơi vượt 350mm. Nguy cơ rất cao gây ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sẽ xảy ra khi mà các sông từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên sẽ lên trong hôm nay và 2 ngày tới, đỉnh lũ từ báo động 1 đến báo động 2 và có sông trên báo động 2. Ở khu vực Nam Bộ thì chiều cường đã qua đỉnh và đang xuống dần. Trạm Nhà Bè dự báo mực nước chiều tối nay sắp xỉ mức báo động 3 thì sang 2 ngày tới sẽ giảm nhanh, đến ngày 2 tháng 11 sẽ xuống dưới mức báo động 1. Mưa dông vẫn xảy ra vào chiều tối nay ở cả khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa to kèm theo nguy cơ về sấm sét và gió giật mạnh. Trái lại miền Bắc thì chiều nay trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác phổ biến trong khoảng 28-30 độ. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo có mưa dông kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn huyện đảo Trường Sa mưa giảm, gió cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong chiều và tối nay.